trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Inik vẫn là người đi trước. Ăn bim bim khát quá, anh cho em ly nước. Inik là con người là cứng rắn, tất cả mọi thứ lúc nào cũng phải đứng đắn. Chơi thì chơi đủ mọi thứ, chơi từ skateboard cho đến cả là chứng khoán, ai là cũng phải là kính nể. Chào đào là sinh viên đại học kinh tế. Đó là Inik hay là im đi ngay. Let's go Nguyễn Thành Luân. Yeah, Katana trở về từ đất Nhật Bản. Cuộc chơi này có anh trở nên vật cản. Công sức từ casting lên thảm đỏ tỏa sáng. Ngày hôm nay rap Việt mùa 3 anh sẽ thỏa đáng. Thực ra thì em còn trẻ lắm, em chưa biết hết được về bản thân mình. Nhưng mà nếu mà trải qua những cái gì mà em thấy thì em là người dễ tha thứ. Mình già trẻ, trẻ già, hay là có thể gọi mình là già trâu đi. Đơn giản thì mình cũng có tuổi. So với tuổi mình thì mặt mình lại trẻ, tính mình lại trẻ hơn so với tuổi. Mình nghĩ là mình già trâu chứ không phải trẻ trâu nữa. Phải là thiếu nhi. Ok chú. Các bạn cứ gọi là chú. Yo what's up rap Việt. Giới thiệu với tất cả mọi người, mình là Đỗ Minh Dũng, rap name của mình là Inik. Mình là Nguyễn Thành Luân, rap name là Katanai. Chào các bạn, mình là Nguyễn Huỳnh 5 triệu, rap name của mình là Milio, đến từ 89 Hưng Yên. Chào các bạn, mình tên là Đỗ Trung Chính, rap name của mình là Dozik, mình đến từ đội Middle Child. Hello, đây là Melodic, đến từ kinh thành Bắc Giang. Yo, mình là Thảo, đến từ Paris, mình là Silver C. Chú bộ đội là bảo vệ Tổ quốc đây, ai sợ gì đâu. Vậy đó hả? Ok. Nhưng em tử tế nha. Ok ạ. Mình già trẻ, trẻ già, hay là có thể gọi mình là già trâu đi. Đơn giản thì mình cũng có tuổi. So với tuổi mình thì mặt mình lại trẻ, tính mình lại trẻ hơn so với tuổi. Mình nghĩ là mình già trâu chứ không phải trẻ trâu nữa. Tính ra mình sinh năm 88 thì bây giờ mình cũng khoảng 35 tuổi rồi. Mình vẫn muốn tham gia những cái cuộc thi về rap. Mình có thể nghĩ là mình là già trâu. Ok chú. Các bạn cứ gọi là chú. Nói về cái độ tuổi thì mình có cảm thấy là ở cái độ tuổi của mình nó sẽ là cái trở ngại để đến với lại cái... Thực ra thì như mọi người biết là tất cả những anh em đây đều là sinh năm 2000 trở lên hoặc là cận 2000. Mình 88 có nghĩa là mình phải hơn mọi người đến 14-15 tuổi rồi. Hip hop nó là không có giới hạn về độ tuổi. Thành ra là khi mà mọi người chơi hip hop, mọi người cảm thấy gần nhau hơn và nó làm cho mọi người cảm thấy đúng với cái tinh thần của hip hop hơn. Khi mình quyết định đi thi thì mình có cảm giác là nó vẫn là đúng. It's right for the hip hop. Ok, mình chú ý. Chị lái chính thức của Rap Việt mùa 3 sẽ là cái tên nào? Em nghĩ là Suboy, Karik, Đạt Maniac, Envo. Em nghĩ sẽ là rapper MCU, rapper B-Ray, Đạt Maniac và chị Suboy. Mình thì nghĩ là Karik, chị Suboy, chú Ba, MCU nữa. Mình thì nghĩ là anh JT, B-Ray, Đạt Maniac và cả chị Suboy. B-Ray nha, Andre nha, Kimi, Suboy, Karik đây. Ok, có 5 người luôn hả? Ok, nói chung em hy vọng có chị Kim, ok. Mình hy vọng đấy sẽ là Suboy, Karik, B-Ray, MCU thì mình không chắc. Mình nghĩ chắc là một là Bowie, hai là Yao Kei. Hiện tại thì mình đã bắt đầu có nghe nhạc B-Ray nhiều hơn chưa? Mình gain cái respect for him, tức là họ vẫn giữ được cái dòng nhạc của họ và họ vẫn kiếm được fan và tất cả mọi thứ họ làm, họ đã chứng minh là điều đấy là đúng. Nên là mình cũng có respect cho B-Ray. Mình thích nhất là phong cách âm nhạc của Suboy. Chị Kim nha, chị Kim ạ. Em thích chị Kim thì thôi. Em sẽ chọn là anh D-Ray. Nếu mà có cơ hội được gặp và có cơ hội được vào vòng trong. Em nghĩ đấy là một cái lợi thế khá là lớn với một người có nhiều kinh nghiệm với nhiều kiểu nhạc khác nhau. Không chỉ là nhạc pop hay là nhạc rap mình thường nghe, mà cũng có thể là những cái kinh nghiệm từ cái dòng nhạc khác nữa. Thì em nghĩ rằng là đó là một cái lợi thế khá là lớn nếu mà được vào đội D-Ray. Còn em thì chắc chắn là anh Karik rồi. Dạ, em cảm thấy là cái lúc mà lên sân khấu thì hai anh em đã có những cái ánh mắt mà dành cho nhau rất là nhiều rồi. Cảm giác là anh Karik rất là chú ý, là em nghĩ là em cũng rất là quý anh Karik, em muốn về team của anh Karik. Em thấy anh để ý em lắm, thế là em cũng nhìn lại anh ý mà anh ý không tránh em. Anh cứ nhìn mãi, hai anh em cứ bắn tia sét nhau này. Nếu được vào vòng trong, mình sẽ chọn người huấn luyện cho mình là huấn luyện viên B-Ray. Trong quá trình phân tích âm nhạc của rapper B-Ray thì mình cảm thấy có những điểm phù hợp, cách sử dụng ca từ và có những cái trick nhỏ trong bài nhạc để làm cho cái điệp khúc đấy nó hay hơn. Mình rất muốn học hỏi từ B-Ray. Ban giám khảo là Đạt Maniac thì chắc chắn là em sẽ vào đội của Đạt Maniac. Em thích cách chơi của anh Đạt, cách anh ấy gieo vần và cách anh ấy flow. Ý là tiếp xúc thôi, em đã thấy rất là vui rồi. Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.
có thể giải thích một chút về ý nghĩa hoặc là nguồn gốc rap name của mình hay không? Rap name của mình là Indiecay và ý nghĩa của nó là indie. Thì ngay từ đầu định hướng từ rất lâu rồi, xu hướng mình làm nhạc sẽ là kiểu indie, nghĩa là independent. Kay có nghĩa là kid, rồi mãi mãi là một đứa trẻ. Rap name của mình là Katanai. Trước đây biệt danh của mình các bạn bè gọi là Nai. Sau có một thời gian mình đi qua Nhật thì mình rất là thích hình ảnh người võ sĩ, và biểu tượng của võ sĩ là thanh katana. Mình ghép lại thành rap name của mình là Katanai. Ram name của mình là Milio, tên thật của mình là Triệu. Ngày xưa hồi mình nhớ là hồi lớp 7 mình chơi game, mình có đặt tên mình là Milian, là Triệu trong tiếng Anh. Thì hồi đấy là mình chơi ở cái máy quán net nó cũng bị lag, nên mình gõ nhanh quá nó ra chữ Milio, mình enter luôn. Từ đấy mình lấy cái tên đấy. Ram name của mình là Dozik. Thì là về cái ý nghĩa của tên này thì khoảng 2 đến 3 năm trước thì mình cũng khá đắn đo với cái tên của mình. Thì là lúc đầu thì nghĩ cái gì độc lạ, Dozik à. Thế là mình bỏ chữ C thì mình để thành Dozik, đọc cho nghe là Hàn Quốc tí. Mình tên là Mai, Mai chơi giai điệu là Melodic. Mình là CBC, thực ra là mình rap rất lâu rồi nên là hồi đó thì có 3 chữ. Khi cái tên có 3 chữ thì sẽ làm cho mọi người dễ nhớ hơn nên là mình lấy tên là CBC. Mình muốn keep it secret nên là mình không muốn cho mọi người biết cái nickname của mình. Mọi người có thể rap một câu hoặc 2-3 câu nhanh gì đó để giới thiệu về mình với khán giả. Indiecay vẫn là người đi trước. Ăn bim bim khát quá, anh cho em ly nước. Indiecay là con người là cứng rắn, tất cả mọi thứ lúc nào cũng phải đứng đắn. Chơi thì chơi đủ mọi thứ, chơi từ skateboard cho đến cả là chứng khoán, ai là cũng phải là kính nể. Chào đào là sinh viên đại học kinh tế. Đó là Indiecay, hay là Indie ngay. Let's go, Nguyễn Thành Luân. Yeah, Katana trở về từ đất Nhật Bản. Cuộc chơi này có anh trở nên vật cản. Công sức từ casting lên thảm đỏ tỏa sáng. Ngày hôm nay rap Việt mùa 3, anh sẽ thỏa đáng. Ê yo, đi đâu? Sau anh là Chap thì đừng quên rủ bạn em đi mau. 40 LAB easy go. A million on the beat, so you repeat what we told. So D-O-S-I-K, you know my name, get out of my way. Và làm điều cần làm và nói điều cần làm. Với cái đầu lạnh và viết đất tiệc tàn. Giữ nhiệt trong cuộc đùa, giữ nhiệt trong cuộc game. All in my way, I'm all in my game. Thứ mà đang nghe là thanh âm da vàng, ok. Yeah, I'm CVC, and you know me. Không ai giống bất kỳ một ai, trái tim tình si. Từ có hai chữ để giới thiệu con người mình. Tốt bụng, hiền lành, low key. Nhảy đi. Hỏi chút cái chỗ hiền lành đó. Là dạ. Như thế nào? Tại sao mình tự nhận mình lại thấy mình là hiền lành? Là em hiền lành thì kiểu như là né những cái gọi là xích mích thế này nọ, muốn sống được vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người ạ, kiểu như thế ạ. Nhưng mà mình hiền lành nhưng mà mình có dễ tha thứ không? Ủa, thì tha thứ là chuyện gì? Chọn đi không? Mình có phải là cái người mà dễ thông cảm, dễ tha thứ cho người khác không? Có vẻ là như thế ạ. Có vẻ thôi hả? Là... Thực ra thì em còn trẻ lắm, em chưa biết hết được về bản thân mình, nhưng mà nếu mà trải qua những cái gì mà em thấy thì em là người dễ tha thứ ạ. Đồng cảm với người khác ạ. Mình sẽ là con người hướng ngoại, nội tâm là trầm mặc. Hướng ngoại hả? Vâng. Mà nội tâm? Vâng. Nó hơi phức tạp một tí, tại vì có nhiều chuyện nó xảy ra thì khiến cho cái tính cách của mình nó trở nên trầm lắng ấy. Trong khi bản thân mình ở trong cái giai đoạn là chưa thể trầm hẳn xuống được, nó vẫn còn dư âm một chút gì đấy ở tuổi trẻ nông nổi, nên là vẫn còn thích hướng ngoại, nhưng mà thực ra có cuộc sống nội tâm. Trước đó mình sẽ là người hướng ngoại. Vâng, rất là năng động. Vâng, chính xác. Tâm thì trầm lắng. Dạ đúng. Những cái đấy nó đều có cái tác dụng tích cực lên bản thân mình ấy. Mình có thể chọn lọc những cái mà cảm thấy bản thân mình cần thiết thôi. Còn những cái tiêu cực thì mình loại bỏ. Ba cái tính từ để mà chỉ mình thì ngốc nghếch, tự tin và tăng động. Bình thường khi mà đưa ra những cái quyết định thì em thường là em sẽ đưa ra luôn. Em cũng không bị nghĩ quá nhiều. Càng nghĩ nhiều thì mình càng bị overthinking ấy ạ. Nhưng mà bình thường những cái quyết định mà nó cứ liền liền như vậy thì nó mang lại kết quả tốt hay xấu cho em? Cũng tùy cái, nhưng mà ngay mà khi em hành động như thế thì em đã thấy được cảm giác tốt rồi. Còn cái kết quả thì cũng chưa biết. Em cũng hơi tăng động một tí. Có một chút gọi là sự tích cực trong cái tăng động này. Mỗi tội là dễ dỗ nhưng mà không dễ dỗ. Hả? Khó nói lắm, nhưng nó kiểu cảm xúc phức tạp lắm chị ạ. Cảm xúc phức tạp lắm chị ạ. Không, tùy lúc thôi, tùy kiểu anh em. Không biết anh em như nào thôi. Thế là vẫn có rồi. Không, anh nói thế mất tâm điểm. Cái lần nào mà giỏi nhất mà người ta không thể giỏi mà người ta trả lại chuyện đó không? Khó lắm, nó riêng tư lắm, em ngại, em ngại. Vòng ngại lắm kể. Thật mà anh vừa ngại thật mà. Vòng sau mới kể. À okay. Em chill. Em phóng khoáng. Nhưng mà mình có cảm thấy ngoại hình của mình khiến người ta cảm thấy hơi xóa gần. Không, em nghĩ em bình thường. Em hiền mà. Không, để chị hỏi với anh em này, nhìn bạn Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.